Chào mừng các bạn đã đến với livestream của kênh Hà Vi Du lịch Trung Quốc. Và trong buổi livestream ngày hôm nay thì Hà Vi sẽ giới thiệu với mọi người những điều cần lưu ý khi du lịch Trung Quốc. Và muốn đến Trung Quốc du lịch thì mọi người tất nhiên là đầu tiên cần phải có hộ chiếu này, rồi mình phải đi làm visa này. Và một điều quan trọng nữa đó chính là cần có một điện thoại di động. Và nếu mà mọi người có những câu hỏi hoặc là những thắc mắc gì muốn tìm hiểu khi mà đi du lịch Trung Quốc thì mọi người cứ comment cho Hà Vi nha. Ok. Rồi, chào em Trang, xin chào em Trang. Chào chị Vi, em muốn đi du lịch Trung Quốc nhưng không biết thanh toán bằng điện thoại như thế nào, chị có thể hướng dẫn em không? Ok, rồi chị sẽ giới thiệu với mọi người. Và ở Trung Quốc ấy, bây giờ thì có thể có nhiều cách thanh toán. Một là mình có thể thanh toán bằng tiền mặt này, rồi mình có thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng, quẹt thẻ ngân hàng. Rồi bây giờ thì có một cách thanh toán rất là thuận tiện và được rất là nhiều người sử dụng, đó là thanh toán bằng Alipay. Và hôm nay thì Hà Vi sẽ dẫn mọi người cách thanh toán bằng Alipay như thế nào. Và trước tiên thì mình cần có một cái điện thoại di động. Và trước tiên thì mọi người cần phải mở ra Alipay. Rồi mình tải xuống. Xong rồi, ok, bây giờ mình tải xuống rồi, mình mở ra. Tiếp theo thì mình cần đăng ký tài khoản. Mà đăng ký tài khoản thì cần có số điện thoại. Mà bây giờ ấy, sử dụng số điện thoại của Việt Nam, ở Việt Nam cũng ok. Rồi sau đó thì mình sẽ nhận được một cái mã xác nhận. Đây. Và mình, như vậy thì chúng ta đã đăng ký thành công tài khoản của Alipay. Và bước tiếp theo thì chúng ta cần liên kết thẻ ngân hàng. Mà không này thì mình có thể mọi người có thể đến đây, nhấn vào đây, kết thẻ. Rồi rồi đến đây thì mọi người, ở đây thì mọi người cần có thẻ tín dụng Visa, Master với cả là UnionPay, JCB. Thẻ ngân hàng có những tiêu chí như vậy thì đều ok. Rồi sau đó mình nhập vào thông tin của thẻ ngân hàng vào. Ok, như vậy là chúng ta đã add thành công tài khoản ngân hàng. Như vậy là có ok rồi, như vậy là có thể sử dụng rồi. Nhưng mà có một điều mà mọi người cần lưu ý, đó chính là khi mà, bởi vì khi mà mình đăng ký tài khoản này thì không có mật khẩu, thế nên là mình cần phải đăng ký thêm một cái mật khẩu ở phía dưới đây này, là activate payment code. Đây là mình tạo một cái mật khẩu, rồi mọi người cứ cho vào mật khẩu của mình. Rồi sau đó sẽ hình thành một cái mã QR này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có thể sử dụng luôn. Như vậy thì đã thành công rồi mọi người ạ. Và không biết là mọi người cài thành công và liên kết ngân hàng, thẻ ngân hàng thành công chưa mọi người. Rồi em Trang cũng đã thành công rồi, Trung Quốc. Bây giờ thì có thể đến Trung Quốc du lịch luôn. Rồi, cảm ơn em Trang và cảm ơn tất cả mọi người đã đến xem livestream của Hà Vi. Và chúc em Trang ở Trung Quốc chuyến du lịch ở Trung Quốc thuận lợi và vui vẻ và thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong livestream tiếp theo nha. Bye bye. Bảo到账30元。